Dạ anh. Đâu rồi? Bộ xách xe hỏi đi cô gái hả? Lúc đang đi rửa xe nè anh. Đúng biết là anh lúc nào cũng muốn xe bóng lộn mà. Mệt quá, bỏ cái chữ bóng đi, nó chỉ sạch được rồi. Dạ anh, Dũng biết anh lúc nào cũng xe sạch. Sạch bóng. Người ta nói là rửa khoảng nửa tiếng mà xong, mà nãy giờ em chờ hoài cũng chưa xong. Khổ tâm quá à, rồi chừng nào Dũng mới về tới đây hả? Em nghĩ chắc cũng khoảng chừng 20 phút. Dắt xác Dũng về đây lẹ lên, nhanh lên giùm hỏi đi. Dạ.